Chuyên bán nhà phố quận Bình Thạnh và các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Xin kính chào tất cả các anh chị và khách hàng thân mến. Và để tiếp tục với hệ thống nhà đẹp giá cả hợp lý và cũng như chúng ta được thương lượng trực tiếp chính chủ, sổ hồng pháp lý rõ ràng. Và ni số chậu khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà. Thì trong buổi tối đẹp trời ngày hôm nay, Hằng Ni đang có mặt tại một khu nhà phải nói là vô cùng quen thuộc luôn, khu dân cư mới rộng 20 căn nhà của quận Bình Thạnh nha. Hôm nay thì em đang có mặt tại trục đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thuộc trung tâm phường 1 quận Gò Vấp nha cả nhà. Tuy là địa chỉ của mình là quận Gò Vấp nhưng mà nhà mình thì nằm bên hướng là quận Bình Thạnh nha. Kết nối với đường Nguyễn Văn Đậu, đường Lê Quang Định, đường Nguyễn Thượng Hiền ngay trung tâm, mình di chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất chỉ khoảng từ 10 phút thôi. Cũng như là xét bên ngã tư Phú Nhuận và mình di chuyển về trung tâm quận 1, chợ Bà Triệu chỉ khoảng 10 phút thôi nha cả nhà. Để gửi khách hàng mình một căn siêu phẩm trong khu vực này nè, do chủ đầu tư tại khu đất này xây dựng luôn. Mẫu thiết kế hiện đại rất là đẹp luôn nha cả nhà. Căn độc quyền hiếm có, rộng hai mặt tiền hẻm trước và sau, thiết kế bên trong lên tới 5 phòng ngủ lận. Khu này thì Hằng Ni có quay rất là nhiều nhà rồi, khách hàng mình có thấy quen thuộc không? Trong này thì có gần tới 10 căn nhà đang rao bán nha cả nhà. Chỉ với mức giá là 8 tỷ 100 triệu đồng thôi, chúng ta đã sở hữu một căn nhà phố tại trung tâm quận Bình Thạnh rồi. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển vào bên trong để chúng ta cùng tham quan tiếp tục ngôi nhà nè. Đường trước, phía trước nhà của mình thì rộng 4 mét nha cả nhà. Những chiếc xe như là Kia Morning hoặc là chiếc 4 chỗ thì chúng ta di chuyển vào tận nhà luôn. Cũng như là nhà mình có thiết kế radar ô tô phía bên dưới để cho khách hàng mình đậu xe luôn nha. Đó, mặt phía trước này thì gồm 4 căn nè. Căn gốc và căn thứ hai và miếng đất và căn cuối nha. Căn này thì Hằng Ni có quay rồi nè, còn căn bên đây thì đang xây dựng nha cả nhà. Và hôm nay em sẽ quay căn cuối phía dưới này để chúng ta cùng xem nha. Em xin giới thiệu sơ lược về ngôi nhà, một mẫu thiết kế hiện đại với kết cấu là một trệt một lửng ba lầu, có ban công sân thượng bên trên. Với diện tích chiều ngang là 3,6m, chiều sâu vào là 12,5m. Nhà mình thì nở hậu là 4,8m, phong thủy vuông vức cũng như là nở hậu rất là tốt luôn. Thuộc hướng chính là hướng đông bắc như cả nhà, có thuộc phù hợp với khách hàng mình có mượn là tây tứ trạch, cũng như các hướng là hướng tây nam, tây bắc, hướng chính tây nha. Ngôi nhà thì với công năng sử dụng bên trong gồm mặt bằng phía trước, phòng khách, phòng bếp, bên trên gồm 5 phòng ngủ kèm phòng thờ và sân thượng trước sau. Gia chủ thì tặng lại toàn bộ nội thất cho khách hàng mình khi mua luôn. Đó, nhà mình nằm ngay cuối hẻm cho nên là khoảng bức tường phía trong được gia chủ mình có tận dụng làm những cái bồn hoa là rất là đẹp luôn. Một mẫu thiết kế hiện đại nha. Mỗi tầng đều có chỗ ban công ở bên ngoài kết hợp là trồng đầy đủ cây xanh, nhìn nhà rất là thoáng luôn. Được gia chủ sử dụng là nước sơn tường màu trắng. Đó, quá nét luôn á cả nhà. Khu này thì khoảng 20 căn đang rao bán nha. Và ngôi nhà hôm nay Hằng Ni giới thiệu khách hàng mình đang được gia chủ rao bán với mức giá là 8 tỷ 300 triệu đồng. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni số chậu khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50 đến 80% giá trị nhà nha. Khu này thì khu mới mình đang xây dựng cho nên là đồ đạc còn hơi ngổn ngang một tí. Đợi xây xong thì mình dọn dẹp sạch sẽ lại thì hẻm của mình phải nói là vô cùng sạch đẹp luôn, cũng như là vị trí phải nói là quá đắc địa rồi. Ngay trung tâm chúng ta đi đâu cũng tiện hết. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển bên trong để tham quan tiếp tục ngôi nhà nè. Và nhìn từ phía bên ngoài thì được gia chủ mình trang bị gồm hai lớp cửa, có một lớp cửa sắt 4 cánh. Và di chuyển bên trong thì mình có thêm một lớp cửa nhôm sinh pha kèm kính cường lực 10 ly. Theo tông là màu trắng sữa nha cả nhà. Và chúng ta có rèm màn cửa hai lớp đầy đủ luôn. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực phòng khách của gia đình mình.
Tại đây thì đã được gia chủ trang bị đầy đủ rồi. Phòng khách mình thông tầng nhìn lên phía trên nè, rất là thoáng luôn. Bên trên thì mình có đèn trần chiếu sáng nè, đèn led âm trần. Cũng như là phía bên dưới thì có sofa, bàn trà, tủ trưng bày, tủ để rượu. Ngay khoảng này là tủ để giày dép nha, cũng như là tủ để nón bảo hiểm. Di chuyển vào bên trong thì khoảng không gian phòng khách được gia chủ thiết kế không với khu vực phòng bếp nè. Chúng ta có đầy đủ các trang thiết bị hết rồi. Bộ bàn ăn 6 ghế, kèm hệ tủ bếp trên, tủ bếp dưới, máy lạnh cũng như là nhà mình thì được gia chủ sử dụng là chất liệu gỗ an cường. Loại cao cấp nhất có chống mối mọt, chống ẩm và bảo hành cho khách hàng mình trong thời gian sử dụng luôn. Tặng lại toàn bộ nội thất cho khách hàng mình khi mua luôn nha. Và hàng mình di chuyển ở phía cuối ngôi nhà. Tại đây thì được gia chủ thiết kế làm không gian khu vực toilet nè, nằm ở cuối nhà nha cả nhà. Đó, toilet rất là rộng luôn. Lâu lâu mới thấy một căn toilet rộng như vậy tại khoảng không gian khu vực tầng trệt nha cả nhà. Đầy đủ các trang thiết bị rồi. Chúng ta có bồn cầu nè, lavabo, gương soi. Di chuyển về phía bên trong nữa thì mình có một cái hộc nhỏ nhỏ trong đó nha, mình tận dụng làm kho để đồ cũng tiện luôn. Và đặc biệt là nhà mình thì cuối nhà còn một lối hẻm hậu nữa nè cả nhà. Hẻm phía sau thì cũng rộng 4m luôn. Hơi tối một tí, hai căn phía sau vừa mới xây dựng xong, chưa có chủ nhà cho nên là chưa có bật đèn ở cả nhà, hơi tối một tí nha. Khách hàng khi xem mình thông cảm cho bên Hằng Ly nha. Đó, cửa thì đã được gia chủ trang bị đầy đủ rồi. Cửa sau thì cũng hai lớp luôn, một lớp cửa sắt kèm một lớp cửa gỗ bên trong nè. Hằng Ly đóng lại nha, rất là an ninh và an toàn luôn. Thôi và cùng Hằng Ly chúng ta quan sát sơ lược lại một lần nữa từ phía cuối ngôi nhà nè. Và Hằng Ly xin nhắc lại, ngôi nhà của chúng ta với kết cấu là một trệt một lửng ba lầu, có ban công sân thượng bên trên, mẫu thiết kế hiện đại mới nhất năm 2022, có diện tích chiều ngang là 3,6m, chiều sâu vào là 12,5m, nhà mình thì nở hậu là 4,8m, thuộc hướng chính là hướng đông bắc, có một phù hợp khách hàng mình cứ mời là tây tứ trạch. Và với công năng sử dụng bên trong nhà rờm mặt bằng phía trước, không gian khu vực phòng khách, phòng bếp, hoặc là chúng ta có thể là thiết kế làm phòng gara ô tô, cũng như mình đậu được xe ô tô 4 chỗ luôn nha. Phòng thờ bên trên là khu vực giặt sấy và sân thượng vô cùng thông thoáng luôn. Căn này thì gia chủ đang rao bán với mức giá là 8.300.000.000 nha cả nhà. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ly bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực tầng lửng để chúng ta cùng tham quan tiếp tục ngôi nhà nè. Nhà theo tông hiện đại rất là năng động luôn. Theo tông chủ đạo là màu trắng, sau đó là mình có thêm những cái điểm nhấn bức tường màu vàng, cũng như là tông chủ đạo bên trong nhà màu gỗ thì màu kem nha. Em đang có mặt tại không gian khu vực tầng lửng của gia đình mình. Tại đây thì tùy theo công năng sử dụng của gia đình thôi, mình có thể thiết kế là làm phòng ngủ đầu tiên tại tầng trệt dành cho ông bà lớn tuổi cũng thuận tiện luôn nha. Gia chủ thì đã trang bị sơ lược rồi. Chúng ta có kệ tủ tivi nè, bên dưới là sàn gỗ nha cả nhà, cũng như là rèm màn cửa hai lớp, có cửa sổ chỗ ra ngoài. Bức thành tường thì mình để giường ngủ tại đây cũng tiện luôn. Tủ trưng bày nè, âm tường. Phía bên dưới này là ốp gỗ nha. Bên trên này sử dụng là giấy dán tường đó cả nhà, rất là nét luôn. Và mình có 4 ô cửa sổ để chỗ ra khu vực tầng lửng phía bên dưới nè. Đó, rất là thoáng luôn nha. Hoặc là chúng ta có thể thiết kế làm không gian phòng này làm phòng sinh hoạt chung, phòng làm việc, phòng karaoke, hoặc là phòng khách của gia đình mình. Phía dưới thì mình tận dụng làm gara ô tô cũng tiện luôn, hoặc là làm mặt bằng dùng để kinh doanh nha. Cũng như là tùy theo công năng sử dụng của gia đình mình, chúng ta có thể là mua để cho thuê có thu nhập hàng tháng, vừa ở vừa cho thuê cũng thuận tiện luôn. Hằng Ly bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 1 để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Cầu thang được gia chủ mình đắp đá hoa cương kim sa, tay vịn bằng trụ gỗ kết hợp với lan can bằng sắt nha cả nhà. Nhà mình nằm ngay góc hai mặt tiền trước sau, cho nên là phía bên dưới được gia chủ mình có chỗ cửa hậu ga, cũng như là bên trên thì mình có chỗ những cái ô cửa sổ nè, kèm với ô cửa khiến trời ánh sáng trực tiếp cho ngôi nhà. Cửa sổ thì bên trên nè. Và Hằng Ly đang có mặt tại không gian khu vực lầu 1 của ngôi nhà. Tại đây thì được gia chủ thiết kế là một phòng ngủ nha, phòng ngủ master. Chúng ta có toilet sử dụng riêng bên trong phòng luôn, đầy đủ các trang thiết bị hết rồi. Lavabo, gương soi, bồn cầu, vách kính ngăn riêng với khu vực tắm, khu vực vệ sinh. Gạch thì ốp phun trần luôn, theo tông chủ đạo là màu xám nè cả nhà. Toilet rất là rộng luôn. Bức tường ngay khu vực lavabo thì được gia chủ mình làm điểm nhấn nha, nhìn rất là hay luôn á. Và bên trong không gian khu vực phòng ngủ,
quá rộng, có ban công trổ ra ngoài luôn. Đã được gia chủ mình trang bị đầy đủ hết rồi, giường ngủ nè, bàn trang điểm, tủ quần áo đồ nóc luôn. Đây, ban công phía trước thì được gia chủ mình có trồng những cái chậu cây nha. Và đặc biệt là nhà mình view rất là đẹp luôn đó nha, view ra căn biệt thự đối diện nè. Đó, hoa hồng quá nét luôn. Đối diện nhà mình là một căn biệt thự gia chủ đã ở rất là lâu đời rồi. Căn biệt thự sân vườn nha, ngay khu vực dân cư phải nói là vô cùng an ninh luôn. Một khu dân cư mới của trung tâm quận Bình Thạnh. Khu này thì mới xây gồm 20 căn nhà nha cả nhà. Và mỗi phòng như vậy đều được gia chủ mình đã lắp máy lạnh bên trong phòng rồi. Chúng ta chỉ cần mua về xách vali vỡ thôi. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực lầu 2 để chúng ta cùng tham quan tiếp tục hai phòng ngủ phía trên. Nhà mình thì tính ra lên tới 5 phòng ngủ lận, rất là thích hợp cho khách hàng mình chúng ta mua để cho thuê tới thu nhập hàng tháng. Mình tận dụng vừa ở vừa mở văn phòng công ty cũng phù hợp luôn nha. Hoặc là mình kinh doanh làm căn hộ dịch vụ cho thuê tại khu vực này, thì mỗi phòng như vậy là thu nhập được từ 4 cho đến 5 triệu. Cũng như là phòng có ban công, phòng lớn thì có tới là 6 đến 7 triệu nha cả nhà, tùy nội thất của khách hàng mình đưa vào. Và em đang có mặt tại không gian khu vực lầu 2 nè, được gia chủ thiết kế gồm 2 phòng ngủ và 1 toilet sử dụng chung nha. Đây, phòng ngủ đầu tiên tại lầu 2. Phòng này thì mình có ô cửa sổ chỗ ra khu vực cầu thang phía bên ngoài. Và toilet sử dụng chung giữa 2 phòng. Có lavabo, gương soi, bồn cầu, vòi tắm hoa sen, gạch thể ốp phun trần, theo tông chủ đạo là màu xám nè. Có quạt hút mùi luôn nha, đầy đủ luôn á cả nhà. Và phòng ngủ phía trước nè, mình có cửa sổ, ban công chỗ ra ngoài, rèm màn cửa hai lớp đầy đủ. Phòng bên trên này thì gia chủ mình để trống tùy theo công năng sử dụng của mỗi gia đình chúng ta. Có ban công chỗ ra ngoài luôn. Hoặc là tùy theo cách sử dụng của gia đình mình, nếu mà nhà mình ít thành viên á cả nhà, thì chúng ta làm phòng phía trước đó làm phòng để quần áo, cũng như set up lại làm phòng để đồ. Phía trên này thì mình để giường ngủ nha, phòng ngủ lớn cũng rất là tiện luôn nha. Và bên trên này thì gia chủ mình đã làm sẵn đường dây cắp ống đồng máy lạnh rồi. Chúng ta chỉ cần mua về xách vali vỡ cũng như là trang bị thêm một số vật dụng nội thất thôi. Và Hằng Ni bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực sân thượng phía trên để chúng ta cùng tham quan tiếp tục nè. Tầng nào cũng có cửa sổ chỗ ra ngoài hết. Mình mở cửa ra thì rất là thoáng luôn á cả nhà. Do là Hằng Ni đang quay vào buổi tối rồi, phía ngoài này thì mới vừa xây xong, chủ nhà chưa có về ở cho nên là hơi tối một tí. Em không có quay kỹ hơn để chúng ta cùng xem. Căn này á cả nhà, hai căn này nè, phía sau hôm trước Hằng Ni có quay rồi á, với giá bán là từ 8 tỷ 100 triệu đồng thôi, chúng ta đã sở hữu một căn nhà phố rồi nha. Em sẽ trình điên phía bên dưới video của căn này để khách hàng mình cùng theo dõi nè. Thôi và cùng Hằng Ni chúng ta bắt đầu di chuyển lên không gian khu vực phía trên để tham quan tiếp tục ngôi nhà. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này, hãy alo cho Hằng Ni với số hotline bên góc trái màn hình, em sẽ hỗ trợ chúng ta tham quan thực tế và sở hữu ngôi nhà với giá bán tốt nhất nha. Và Hằng Ni đang có mặt tại không gian khu vực sân thượng, phòng ngủ thứ 5 của gia đình mình, hoặc là mình tận dụng làm phòng thờ, tùy theo phong tục tập quán của mỗi gia đình nha. Đó, trước khi di chuyển vào để tham quan, Hằng Ni đưa máy ra khu vực hành lang cầu thang để chúng ta cùng xem nè. Cửa kính nè, cửa sổ đầy đủ luôn. Ban ngày thì đầy đủ ánh sáng tự nhiên, ban đêm thì mình có những cánh đèn chiếu rọi vào, nhìn rất là lung linh luôn cả nhà. Cửa này thì mình cũng mở ra được luôn nha. Chỗ thẳng xuống khu vực cầu thang. Một căn nhà thiết kế hiện đại, rất là thoáng luôn. Và bên trong khu vực không gian phòng thờ nè, mình có hai cửa sổ lớn chỗ ga kèm cửa đi chuyển ra ngoài ban công. Đây, bên tay phải của Hằng Ni thêm một lối cửa sổ nữa nha cả nhà. Tính ra thì nhà mình lên tới 3 cửa sổ lận. Và căn nhà này á là do chủ đầu tư của khu đất này xây dựng nha cả nhà, cho nên tính ra thì giá bán rất là hợp lý luôn. Nở hậu lên tới 4,8 m lận. Nhà hai mặt tiền trước sau, giá bán chỉ 8 tỷ 300 triệu đồng thôi. Giá còn thương lượng và làm việc trực tiếp với chính chủ. Và Hằng Ni hỗ trợ khách hàng mình vay vốn ngân hàng từ 50-80% giá trị nhà nha. Và view thì vô cùng thoáng luôn. Em đang có mặt tại sân thượng phía trước nè. Tại đây thì chúng ta có thể tận dụng trồng cây, trồng hoa, làm khoảng sân vườn của gia đình mình, cũng như là set up thêm bàn ghế ngồi đây nhâm nhi một ly trà, một ly cà phê,
gia đình quay quần bên nhau tổ chức tiệc nướng BBQ phải nói là vô cùng tuyệt vời luôn. Khu này thì Hằng đi có quay rất là nhiều nhà rồi nha. Với thằng mình đón xem thêm nha, tổng là gần 10 căn nhà đang rao bán trong khu này hết cả nhà. Cũng như nhà mình thì phía bên trên là tầng tâm được gia chủ đặt những cái bồn nước và trang bị sẵn máy nước nóng năng lượng mặt trời rồi. Chúng ta chỉ cần mua về xách vali vỡ thôi. Và quý khách hàng mình quan tâm ngôi nhà này cũng như là mình cần tìm nhà phố các quận như là quận 1, quận 3, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Đồi Vấp, quận Tân Bình và những căn biệt thự các quận trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì hãy alo cho Hằng Ni nha. Em sẽ gửi đúng thông tin quý khách hàng mình đang cần. Và video của Hằng Ni đến đây cũng kết thúc rồi. Hằng Ni xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng mình rất là nhiều luôn đón xem và ủng hộ cho em. Cũng như khi xem hãy nhớ cho em một lượt đăng ký kênh và đừng quên bấm bật thông báo để nhận video mới mỗi ngày. Hằng Ni xin hẹn cả nhà mình video tiếp theo nhé. Xin chào tạm biệt. Bye bye mọi người.